Kính thưa quý thầy cô, quý chị bác sĩ đồng nghiệp, hôm nay em rất là vinh dự đứng đây để trình bày những ca lâm sàng về vai trò của can thiệp gan mật trong điều trị bệnh gan, trong đó tập trung vào hai kỹ thuật đó là tiết và bạch tô. Thì trong các hội nghị gan mật lần trước thì đã có một cái bài tổng quan rất là hay và chi tiết về kỹ thuật tiết và bạch tô này rồi. Thì đứng trên vai trò bác sĩ nội khoa thì mục tiêu bài trình bày hôm nay không phải là nói lại cái chi tiết về những kỹ thuật đó, mà mục tiêu bài trình bày hôm nay là giúp chúng ta làm sao có thể chọn lựa bệnh nhân phù hợp nhất với kỹ thuật tiết và bạch tô để tối ưu hóa hiệu quả của kỹ thuật này trên thực hành lâm sàng. Cái trường hợp đầu tiên đó là bệnh nhân nữ 59 tuổi. Bệnh nhân này được chẩn đoán là một cái sơ gan trai bi với thang điểm trai là khoảng 8 điểm và thang điểm male score là 11 điểm. Bệnh nhân này có một cái tình trạng là viêm gan siêu vi C mạng đã được điều trị thành công với các thuốc DAA và đã được SGA-24. Bệnh nhân này có hai cái biến chứng chính của tăng áp lực tĩnh mạch cửa, đó là cái tình trạng xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản và vỡ giãn tĩnh mạch thường vị, đã nhập viện nhiều lần để thắt tĩnh mạch cũng như là chích keo tĩnh mạch thường vị. Và cái biến chứng thứ hai là cái tình trạng bán bụng không điều trị, không đáp ứng cái điều trị thuốc đại tiểu và phải nhập viện nhiều lần để mà chọc tháo dịch màng bụng. Đây là cái CT bụng của bệnh nhân, thì chúng ta có thể thấy được rằng bệnh nhân có một cái tình trạng là gan sơ teo, lắc thì to, bán bụng thì lượng nhiều. May mắn là bệnh nhân này thì trên CT không ghi nhận hình ảnh của HCC và các cái mạch máu trên gan cũng như mạch máu cửa thì chưa có ghi nhận huyết khối. Như vậy câu hỏi được đặt ra rằng liệu cái phương pháp điều trị thích hợp cho bệnh nhân này là gì? Đối với phương pháp điều trị nội khoa thì bệnh nhân này đã được điều trị nội khoa tối ưu với các thuốc ức chế beta không chọn lọc để giảm áp lực tĩnh mạch cửa, đã được điều trị lợi tiểu để mà giảm cái tình trạng bán bụng. Tuy nhiên như đã trình bày trên thì bệnh nhân có vẻ không đáp ứng với điều trị nội khoa. Biểu hiện là cái tình trạng xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản và vỡ giãn tĩnh mạch thường vị vẫn tái phát liên tục và bệnh nhân này phải tập tháo dịch màng bụng. Do bệnh viện Lập Dược thì cũng đã triển khai được ghép gan cho người cha sống, do đó chúng tôi đã tư vấn bệnh nhân thực hiện ghép gan. Tuy nhiên do bệnh nhân không có điều kiện nên bệnh nhân đã từ chối cái vấn đề ghép gan. Như vậy thì cái câu hỏi được đặt ra rằng chúng ta cần phải làm như thế nào để điều trị bệnh nhân này? Như chúng ta đã thấy, bệnh nhân này cái biến chứng chính của bệnh nhân đó là liên quan đến tăng áp lực tĩnh mạch cửa, trong khi chức năng gan của bệnh nhân thì còn tương đối tốt. Do đó một cái phương pháp được đặt ra đó là chúng ta làm sao giảm áp lực tĩnh mạch cửa, và cái phương pháp mà hiện nay được xem là hiệu quả để giảm áp lực tĩnh mạch cửa đó là phương pháp đặt tiết. Phương pháp đặt tiết có thể được dịch nôm na đó là một cái tạo sân cửa chủ trong gan qua ngã tĩnh mạch cảnh. Phương pháp này thì được phát triển khoảng 50 năm trở lại đây, được đánh giá là một phương pháp khó. Cái nguyên lý của phương pháp này đó là chúng ta sẽ tạo một cái thông nối giữa hệ thống tĩnh mạch cửa và hệ thống tĩnh mạch chủ bằng cách là chúng ta sẽ đặt một cái stent nối giữa hai cái hệ thống tĩnh mạch này, giúp cho cái máu nó sẽ đi dễ dàng từ hệ thống tĩnh mạch cửa qua cái stent về hệ thống tĩnh mạch trên gan và hệ tĩnh mạch chủ. Do đó nó sẽ làm giảm áp lực tĩnh mạch cửa, biểu hiện qua cái con số đó là cái độ trên áp cửa chủ là nó sẽ dưới 12 mm Hg theo khuyến cáo của nhiều cái hiệp hội. Vì theo nhiều cái nghiên cứu thì với HVBG dưới 12 mm Hg thì nó sẽ làm giảm bán bụng cũng như làm giảm cái tình trạng xuất huyết do tăng áp cửa. Và phương pháp tiết hiện nay thì được xem như là một cái phương pháp bắt cầu làm tăng khả năng sống cho bệnh nhân chờ ghép gan. Về nói sơ qua về những cái chỉ định, chống chỉ định cũng như những cái biến chứng tiết mà các bác sĩ nội khoa chúng ta cần biết được, thì cái biến chứng cái phẫu thuật tiết này có nhiều cái chỉ định, tuy nhiên có hai chỉ định chính được công nhận và được khuyến cáo mạnh. Thứ nhất đó là dự phòng thứ phát vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, và thứ hai là trong bán bụng kháng trị. Thì cả hai chỉ định này trên bệnh nhân chúng ta đều có. Các cái chỉ định khác như là những trường hợp mà xuất huyết tiêu hóa cấp nhưng mà đã thất bại với những điều trị ban đầu như là nội soi thắt tĩnh mạch thực quản kết hợp với những thuốc giảm áp cửa, hoặc là những cái biến chứng khác của tăng áp cửa như là tràn dịch màng phổi kháng trị, hội chứng gan thận hoặc là hội chứng gan phổi thì đều là những cái chỉ định của tiết. Tuy nhiên những cái chỉ định này thì mang tính khuyến cáo yếu hơn, bởi vì nó là được dựa vào những cái case series hoặc là những cái thử nghiệm lâm sàng không có nhóm chứng. Về chống chỉ định của tiết thì tiết được xem như là một phương pháp dự phòng rất tốt trong những trường hợp vỡ giãn tĩnh mạch thực quản. Tuy nhiên nó không được xem như là phương pháp dự phòng nguyên phát, bởi vì nghiên cứu những nghiên cứu ghi nhận là nếu chúng ta đặt một cái sân cửa chủ để dự phòng nguyên phát cho những bệnh nhân chưa bao giờ xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản thì thậm chí nó còn làm tăng cái nguy cơ tử vong cho bệnh nhân. Do đó cái dự phòng nguyên phát vỡ giãn tĩnh mạch thực quản thì hiện nay được xem như là một chống chỉ định của tiết. Một cái nguyên tắc rất là dễ đó là khi chúng ta đặt tiết thì cái lượng máu nó sẽ đi dễ dàng đi tắt qua gan, nó trở về tim, do đó nó sẽ làm tăng lưu lượng máu đến tim, nó làm tăng tiền tải. Do đó là những cái bệnh nhân nào mà có cái suy tim xuất huyết
có tình trạng hở ban ba lá nặng hoặc là có tên tăng áp phổ nặng thì được xem như là một chống trình tuyệt đối của tiết. Ngoài ra thì nếu như bệnh nhân có những cái tổn thương về cấu trúc ở trong gan, nó làm cái việc thực hiện tiết được khó khăn hoặc là dễ gây biến chứng thì cũng được xem như là một cái chống chỉ định. Như là bệnh nhân có những cái đa nang gan, những cái HCC ở vị trí đặt stent hoặc là những cái tắc nghẽn đường mật không giải quyết được. Còn những cái chống chỉ định tương đối như là những cái huyết khối mạch máu cửa hoặc là mạch máu trên gan hoặc là những cái rối loạn mạch máu thì chỉ là những cái biến chứng chống chỉ định tương đối mà thôi. Câu hỏi được đặt ra rằng trong những cái chống chỉ định này thì không có một chống chỉ định nào liên quan đến chức năng gan. Như vậy thì những bệnh nhân suy chức năng gan nặng, những bệnh nhân sơ gan trai sơ chẳng hạn thì cái chỉ định tiếp có còn được đặt ra hay không? Thì câu trả lời đó là không. Để mà trả lời cho cái câu hỏi này thì các cái nhà nghiên cứu đã đặt ra một cái thang điểm, đó là thang điểm Mayo Score. Thang điểm Mayo Score chúng ta hay nghe đến trong những trường hợp bệnh nhân chờ ghép gan, nếu thang điểm Mayo Score càng cao thì bệnh nhân đó sẽ ưu tiên để nhận được cái lá gan. Tuy nhiên cái khởi điểm ban đầu của thang điểm Mayo Score được tạo ra đó là để đánh giá cái tỷ lệ tử vong sau khi đặt tiết. Và các nghiên cứu đã chứng minh rằng nếu như bệnh nhân đặt tiết mà có thang điểm Mayo Score trên 18 điểm thì cái tỷ lệ tử vong trong 3 tháng sẽ cao hơn so với những bệnh nhân có thang điểm Mayo Score bé hoặc bằng 18. Do đó trên lâm sàng nếu như chúng ta tính thang điểm Mayo Score này bệnh nhân mà trên 18 điểm thì có thể xem như là một cái chống chỉ định của tiết. Về cái biến chứng tiết thì có khá là nhiều nhưng mà có thể chung quy ra thành hai cái nhóm biến chứng chính. Thứ nhất là nhóm biến chứng liên quan đến thủ thuật, thì cái này nó sẽ phụ thuộc vào tay nghề của các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. Đó là các biến chứng như là bệnh nhân sẽ bị trong quá trình thủ thuật thì đăng kim có thể xuyên qua nhu mô gan gây chảy máu xuất huyết nội hoặc là rò, vân vân. Các biến chứng sau phẫu thuật đó là các biến chứng mà bác sĩ nội khoa chúng ta cần quan tâm. Thì đó là trong các biến chứng đó thì có hai biến chứng chính, một là rối loạn chức năng tiết, cụ thể là những cái sau khi đặt tiết giống như trong những cái đặt stent mạch vành thì có nguy cơ bị huyết khối. Do đó cái rối loạn chức năng tiết này khi mà huyết khối cái stent đặt vào thì nó sẽ làm tăng áp lực tới mạch cửa trở lại. Cái biến chứng thứ hai đó là bệnh não gan, thì trong các nghiên cứu gần đây thì ghi nhận cái tỷ lệ bệnh não gan ở bệnh nhân đặt tiết thì đâu đó khoảng 30%. Quay trở lại cái trường hợp lâm sàng đầu tiên thì sau khi hội chẩn với các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh thì chúng tôi quyết định là thực hiện tiết, thì đây là cái hình ảnh tiết của bệnh nhân. Cái hình ảnh bên tay trái của quý thầy cô thấy được đó là cái hình ảnh siêu âm của bệnh nhân một ngày sau khi đặt tiết, thì thấy được cái hình ảnh stent đó nằm ở trong cái nhu mô gan và nó nối giữa cái tĩnh mạch cửa phải với lại cái tĩnh mạch trên gan phải. Như vậy thì trước khi mà thực hiện tiết thì đo cái độ trên áp cửa chủ của bệnh nhân là 23mm thủy ngân, và sau khi thực hiện tiết thì cái con số này giảm xuống còn 11mm thủy ngân, có nghĩa là nó đạt mục tiêu dưới 12mm thủy ngân. Như vậy về mặt thành công về mặt kỹ thuật thì có thể tính đây là một cái ca thành công về mặt kỹ thuật, bởi vì cái stent đã được đặt thành công đúng vị trí, và thứ hai là cái VBG đã giảm dưới 12mm thủy ngân. Như vậy còn trên lâm sàng thì như thế nào? Thứ nhất về cái biến chứng bán bụng kháng trị của bệnh nhân thì sau khi đặt tiết, trong cách đây bệnh nhân đã được đặt tiết cách đây khoảng 1 năm, thì từ thời điểm đặt tiết tới bây giờ thì cái tình trạng bán bụng của bệnh nhân đã giảm rất rõ rệt, và hiện nay trên lâm sàng thì không còn cái biến chứng, không phát hiện được cái bán bụng trên lâm sàng, và chỉ có một lượng dịch rất ít khi mà siêu âm. Cái biến chứng thứ hai đó là xuất huyết tiêu hóa do tăng áp cửa, thì trong vòng 1 năm khi chúng tôi theo dõi thì bệnh nhân không có bất cứ biến chứng nào của tăng áp cửa, và sau khi chúng tôi nội soi dạ dày để kiểm tra thì ghi nhận bệnh nhân chỉ còn giãn cái mạch thực quản độ 1 mà thôi. Tuy nhiên bệnh nhân này đã vào một cái biến chứng sau khi đặt tiết, đó là biến chứng bệnh não gan. Cụ thể là trong vòng 1 tháng sau khi đặt tiết thành công thì bệnh nhân này đã vào một cái bệnh não gan độ 3, độ 4 và phải nhập viện trở lại khoa tiêu hóa. Thì nói nhanh qua về cái biến chứng bệnh não gan do tiết thì như đã nói trên, tiết có hai chỉ định chính, một là dự phòng thứ phát xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn cái mạch thực quản, và thứ hai đó là trong điều trị bán bụng kháng trị. Thì trong nghiên cứu phân tích gợt bệnh nhân dự phòng thứ phát xuất tiêu hóa do vỡ giãn thực quản thì mặc dù tiết rất hiệu quả, tuy nhiên cái tỷ lệ mà bệnh não gan thì con số ghi nhận là khoảng 30%, và nó gấp 2 lần so với những bệnh nhân không được đặt tiết, và con số này là có nghĩa thống kê. Đối với những bệnh nhân mà được đặt tiết để điều trị bán bụng kháng trị thì ghi nhận tiết rất là hiệu quả. Tuy nhiên con số mà bệnh não gan cũng đâu đó khoảng 30-40%, và nó gấp 2 lần so với bệnh nhân không có được đặt tiết. Và những bệnh nhân nào có cái tình trạng chức năng gan càng xấu, cụ thể là những bệnh nhân sơ gan trai C, trai B, thì cái tỷ lệ bệnh nhân vào bệnh não gan theo thời gian nó sẽ cao hơn so với bệnh nhân chỉ có chức năng gan là trai A.
Như vậy, bệnh nhân như vậy phương pháp tiếp được xem như là một phương pháp rất hiệu quả để mà điều trị những cái biến chứng của tăng áp lực tim mạch cửa. Tuy nhiên, để mà tối ưu hóa cái hiệu quả của phương pháp tiếp này thì chúng ta cần phải tuân thủ những cái chỉ định và chống dị định, cũng như là chúng ta cần phải biết những cái biến chứng của tiếp sau này để chúng ta phát hiện sớm, điều trị kịp thời cho bệnh nhân. Cái trường hợp lâm sàng thứ hai thì cũng một trường hợp khá hay về việc chẩn đoán và điều trị. Bệnh nhân này là bệnh nhân nữ 57 tuổi. Bệnh nhân này thì có tiền căn là tăng huyết áp, đái tháo đường, và bệnh nhân này không có bất cứ chấn thương hay là phẫu thuật vùng bụng trước đây. Tuy nhiên, bệnh nhân này đã nhập viện rất nhiều lần bởi vì cái triệu chứng đó là lơ mơ, chậm chạp, biết đầu hay quên, và bệnh nhân đã nhập viện rất nhiều nơi, từ ở tuyến dưới cho đến các bệnh viện lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái chẩn đoán của bệnh nhân lúc đó đó là bệnh nhân này ở các cái trung tâm thì bệnh nghĩ bệnh nhân này đã có một cái bệnh não gan tuyến C mức độ là khoảng độ 2, độ 3, tái phát nhiều lần trên nền sơ gan, chưa có rõ nguyên nhân mà nghi ngờ gan NASH. Thì bệnh nhân này sau những lần nhập viện thì bệnh nhân này được xuất viện và được điều trị dự phòng tối ưu với Duphalac và Rifaximin. Tuy nhiên, cái tình trạng rối loạn chi giác của bệnh não gan thì cũng không cải thiện, do đó là bệnh nhân đã nhập vào khoa tiêu hóa bệnh viện Đại Y Dược. Thì chúng tôi đã làm những cái xét nghiệm đánh giá lại chức năng gan của bệnh nhân, cũng như là đánh giá lại cái tình trạng tăng áp lực tới mạch cửa của bệnh nhân. Thì kết quả ghi nhận được rằng cái chức năng gan của bệnh nhân là hoàn toàn bình thường. Bệnh nhân này không có cái tình trạng tăng áp lực tới mạch cửa trên lâm sàng cũng như trên những cái xét nghiệm. Do đó, cái sơ gan của bệnh nhân này là không đủ bằng chứng để kết luận. Thứ hai là về cái tình trạng rối loạn tri giác thì chúng tôi cũng kiểm tra tất cả những nguyên nhân về rối loạn chuyển hóa cũng như nguyên nhân thần kinh, thì cũng loại trừ hết hoàn toàn những cái nguyên nhân về rối loạn tri giác cũng như là nguyên nhân thần kinh. Và bệnh nhân này có một cái hay đó là bệnh nhân này có tình trạng amô nhắc máu lúc nào cũng tăng sau khi hồi cứu lại các xét nghiệm ở những nơi khác, và khi nhập vào khoa chúng tôi thì amô nhắc máu bệnh nhân cũng tăng. Thì do nghi ngờ bệnh nhân này có một tình trạng bệnh não gan do thông nối cửa chủ, nó là tăng amô nhắc máu nó gây ra tình trạng bệnh não gan bệnh nhân. Do đó chúng tôi chụp một cái CT bụng và có dựng hình mạch máu. Thì như các thầy cô đã thấy, trên CT bụng chúng ta sẽ phát hiện một cái sân rất là lớn. Cái đầu của cái sân này nó sẽ bắt nguồn từ cái tĩnh mạch mạch treo tràn trên chỗ nối với là tĩnh mạch lắc. Cái sân này đi xuống thấp ở phía dưới, nó tách ra là hai nhánh, và sau đó nó sẽ nối là thành một nhánh, nó đổ lên cái tĩnh mạch chủ dưới ở cái mũi tên màu vàng ở phía dưới cái vị trí đổ của cái tĩnh mạch thận bên trái. Như vậy trên này rõ ràng bệnh nhân là cái sân rất lớn nối giữa hệ thống tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch chủ. Nói nhanh về cái phân loại bệnh não gan thì đây là cái bản mà chúng ta đều biết, đây là cái bản chẩn đoán bệnh não gan đầy đủ của cái Hiệp hội Gan Hoa Kỳ và Hiệp hội Gan Châu Âu. Thì áp dụng trên bệnh nhân này thì bệnh nhân này là một cái bệnh não gan rõ, độ 2, khoảng độ 2, độ 3, bệnh nhân này chưa vào hôn mê. Cái diễn tiến của bệnh nhân là dai dẳng, và yếu tố thúc đẩy thì tụi tôi cũng chưa có tìm được bệnh nhân có yếu tố thúc đẩy nào. Như đã trình bày trên thì bệnh nhân này không có suy chức năng tế bào gan, bệnh nhân này không có sơ gan. Do đó cái nguyên nhân của bệnh nhân đó là cái bệnh não gan tuyếp B, đó là nghĩa là bệnh não gan do thông nối cửa chủ đơn thuần. Cái chẩn đoán xác định cuối cùng của bệnh nhân đó là cái bệnh não gan tuyếp B do thông nối cửa chủ. Và cái thông nối cửa chủ này chúng tôi nghĩ là cái bẩm sinh, bởi vì bệnh nhân này không có chấn thương, không có phẫu thuật vùng bụng, và bệnh nhân này không phải là thông nối cửa chủ được tạo ra thứ khác từ cái tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Thì theo cái Hiệp hội Gan Hoa Kỳ cũng như Hiệp hội Gan Châu Âu thì những trường hợp bệnh nhân mà có cái tình trạng bệnh não gan tái phát nhiều lần trong khi chức năng gan còn bảo tồn thì chúng ta cần phải tìm những cái thông nối cửa chủ, bởi vì đó có thể là nguyên nhân làm cái chi giác của bệnh nhân cứ bệnh nhân cứ tái phát bởi cái bệnh não gan. Và khi chúng ta tắt những thông nối cửa chủ này thì cái chi giác của bệnh nhân sẽ phục hồi. Một cái khuyến cáo mới 2018 của Hiệp hội Gan ở tại Italia thì những bệnh nhân bệnh não gan tuyếp B về điều trị nội khoa thì giống như bệnh não gan tuyếp C. Tuy nhiên, nếu chúng ta đánh giá có thể tắt được những thông nối cửa chủ này thì chúng ta có thể điều trị khỏi hẳn bệnh cho bệnh nhân. Thì sau khi mà hội chẩn với các bác sĩ bên chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ bên can thiệp mạch, bác sĩ ngoại khoa, thì chúng tôi quyết định đi đến phương pháp đó là tắt cái thông nối cửa chủ này cho bệnh nhân. Và phương pháp mà được thực hiện cho bệnh nhân này đó là phương pháp thuyên tắc tĩnh mạch ngược dòng. Phương pháp thuyên tắc tĩnh mạch ngược dòng này được thực hiện chủ yếu để điều trị những cái dạng tĩnh mạch phình vị. Thì như các thầy cô đã thấy, những bệnh nhân có dạng tĩnh mạch phình vị thì những bệnh nhân đó thường sẽ có những cái mạch máu sẽ đi theo hướng tĩnh mạch vị trái, nó đổ vào trong tĩnh mạch phình vị, nó đi xuống cái sân vị thận và nó đổ ra tĩnh mạch thận trái để nó đi vào tĩnh mạch chủ. Thì phương pháp thuyên tắc tĩnh mạch ngược dòng này thì các bác sĩ sẽ đi theo cái hướng ngược dòng máu lại, đi vào cái sân vị thận, và sau đó các bác sĩ sẽ tắt cái sân này, đồng thời sẽ bơm những cái thuốc để làm xẹp hoặc là để mất đi những cái dạng tĩnh mạch phình vị. Do đó cái phương pháp này thì đầu tiên được sử dụng là để điều trị những cái dạng tĩnh mạch phình vị lớn như hình các thầy cô đã thấy.
Thì phương pháp cổ điển ban đầu thì họ sử dụng cái bóng để họ tắt cái sân này. Tuy nhiên phương pháp dùng bóng thì hiện nay có nhiều cái tác dụng phụ như biến chứng cho nó. Hai phương pháp sau này được phát triển đó là bạc tô, đó này họ sẽ tắt bằng dù, và cạc tô thì họ sẽ tắt vào những cái con thì được sử dụng theo chỉ định hiện nay. Thì đối với bệnh nhân này thì phương pháp được sử dụng là phương pháp bạc tô. Thì như đã nói trên, bạc tô thì được chỉ định chính trong điều trị giãn tĩnh mạch thường vị. Tuy nhiên có một cái chỉ định mà chúng ta thường hay quên, đó là bệnh nhân có bệnh não gan do không nối cửa chủ thì cũng là một cái chỉ định của bạc tô. Về cái biến chứng của bạc tô thì do cái nguyên tắc của bạc tô thì nó hơi khác so với tiếp. Tiếp là chúng ta tạo một cái sân cửa chủ để chúng ta làm giảm áp tới mặt cửa. Còn cái bạc tô này thì nó lại làm tắt cái sân cửa chủ. Do đó những trường hợp mà tắt sân cửa chủ như vậy thì nó sẽ là vô tình, nó sẽ làm tăng cái áp lực tới mặt cửa lên. Và trong các nghiên cứu thì ghi nhận là những bệnh nhân sau thực hiện phương pháp bạc tô có thể có tình trạng giãn tĩnh mạch thực quản hoặc là bán bụng tăng lên. Quay lại cái trường hợp lâm sàng này thì sau khi hội chẩn thì chúng tôi quyết định thực hiện bạc tô, thì cái hình bên tay trái các thầy cô có thể thấy được là cái mũi tên màu đỏ, đó là hình cái dù đã bít vào cái sân của bệnh nhân, và cái hình mũi tên màu vàng đó là đã được bơm cell phone để tắt cái thông nối cửa chủ đó. Và trước khi mà thực hiện phương pháp bạc tô thì đo cái độ trên áp cửa chủ của bệnh nhân là 5 mm thủy ngân, và sau khi thực hiện bạc tô thì con số này vẫn là 5, chứng tỏ bệnh nhân này không có tăng áp lực tới mạch cửa, và sau khi tắt cái thông nối này thì áp lực tới mạch cửa cũng không tăng lên. Về cái kết quả của bệnh nhân sau phẫu thuật thì sau khi phẫu thuật thì chúng tôi xét nghiệm kiểm tra amô nhắc máu, thì amô nhắc máu giảm nhanh trở lại bình thường. Về diễn tiến trên lâm sàng thì các triệu chứng bệnh nhân như là nhức đầu, chóng mặt, buồn ngủ hay quên chậm chạp thì sau đó giảm dần, và trong vòng 1 năm theo dõi thì bệnh nhân hoàn toàn không có bất cứ cái đợt nhập viện nào vì bệnh não gan. Và chúng tôi cũng đã ngưng tất cả những thuốc dự phòng bệnh não gan như là Duphalac hay Rifaximin cho bệnh nhân. Bệnh nhân này chỉ có cái tình trạng là hơi đau bụng nhẹ quanh rốt sau phẫu thuật, nhưng mà nó chỉ thoáng qua và biến mất. Đây là cái diễn tiến cái amô nhắc của bệnh nhân từ trước khi nhập viện, ngay khi thực hiện bạc tô và sau khi thực hiện bạc tô. Thì các thầy cô có thể thấy được rằng trước khi bệnh nhân thực hiện bạc tô thì cái diễn tiến amô nhắc bệnh nhân lúc nào cũng cao hơn so với cái ngưỡng bình thường của cái phòng xét nghiệm. Tuy nhiên sau khi thực hiện bạc tô thì cái nồng độ amô nhắc máu đo được lúc nào nó bắt đầu nó giảm xuống và nó trở về bình thường trong vòng 1 năm theo dõi. Để kết luận cho bài trình cái phần trình bày thứ hai thì đối với những bệnh nhân mà có cái tình trạng bệnh não gan tái phát nhiều lần mà chức năng gan của bệnh nhân còn tốt, mặc dù bệnh nhân có xơ gan, thì chúng ta cũng nên lưu ý đến cái nguyên nhân đó là thông nối cửa chủ. Và nếu như chúng ta đánh giá nguyên nhân thông nối cửa chủ đó có thể gây ra bệnh não gan thì chúng ta cần phải hội chẩn để chúng ta đi đến quyết định là có xem xét có tắt cái thông nối cửa chủ này hay không. Và bạc tô có thể được xem như là một phương pháp hiệu quả để tắt cái thông nối cửa chủ này. Tuy nhiên nó có thể làm tăng áp lực tới mạch cửa, do đó chúng ta cần phải theo dõi cái HPBG trước và sau tắt. Và trên lâm sàng thì chúng ta cũng phải theo dõi những cái biến chứng của tăng áp lực tới mạch cửa. Thì cái hình ảnh bên tay trái của bệnh nhân, đây là bệnh nhân được thực hiện tiếp. Thì các thầy cô có thể thấy được rằng trên lâm sàng bệnh nhân này hoàn toàn hết bán bụng. Đây là hình ảnh của bệnh nhân chụp khoảng 6 tháng sau khi thực hiện tiếp, và bệnh nhân này cho tới bây giờ 1 năm thì chưa nhập viện vì bất cứ biến chứng nào. Bệnh nhân thứ hai là bệnh nhân thực hiện bạc tô thì bệnh nhân cũng không còn nhập viện vì biến chứng của bệnh não gan nữa. Dạ, phòng trình bày của em đến đây hết ạ. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn bác sĩ Võ Huy Văn, mà bác sĩ Văn gán lại để dành cho những chương. Xin mời bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Viết.